Hồng Phượng kính chào quý vị và các bạn thân mến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi các video của Hồng Phượng trong thời gian qua. Khi đến Nha Trang lần này, Hồng Phượng được công ty du lịch bố trí ở khách sạn 5 sao có tên là Regalia Gold, tọa lạc tại 3941 Nguyễn Thị Minh Khai, nằm trên con đường sôi động sầm uất bậc nhất của thành phố Nha Trang đó quý vị. Đây là một khách sạn 5 sao với đầy đủ tiện nghi, xinh đẹp, sang trọng và buffet sáng thì hoàn toàn miễn phí. Nằm ở trung tâm thành phố biển, cách bãi biển vài trăm mét đi bộ thôi quý vị. Về mức giá thì quý vị và các bạn phải tham khảo trên mạng, bởi vì ở đây có rất là nhiều phòng với diện tích khác nhau. Mình thì đi theo tour, do đó là công ty đã trọn gói hết rồi. Ở đây có nhà hàng, quầy bar, spa, phòng tập gym, có cà phê. Và đặc biệt là mình thích nhất đó là hồ bơi vô cực ở tầng 40. Nơi đây thì ngắm thành phố siêu đẹp. Và bây giờ Hồng Phượng mời quý vị và các bạn cùng theo Hồng Phượng đi vào khách sạn xem sao nhé. Thank you.
Thank you.